Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Hát truyền thanh truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mường Lây với phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lây Ngư đồng hành cùng phụ nữ yếu thế thưa quý vị và các bạn gia đình là tổ ấm của mỗi người là tế bào của xã hội thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc thời gian qua cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã mường lây đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cụ thể sát với tình hình thực tiễn qua đó đã xây dựng được nhiều gia đình văn hóa hát tiêu biểu gìn giữ nét văn hóa hát truyền thống như ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hút thảo hiền bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng cuộc sống ấm no tiến bộ và hạnh phúc trong ngôi nhà khang trang vững chãi của gia đình chị Lò Thị Luyến, thuộc tổ 4 phường Đa Lai, thị xã Mường Lai, có ba thế hệ cùng sinh sống. Gia đình chị là một trong những hộ được Ủy ban nhân dân phường công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Đã gần 10 năm qua, kể từ ngày chị Luyến về làm dâu, bản thân chị luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ của chính mình, để quan tâm, chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ Chị Luyến luôn cho mình là người may mắn khi được mẹ chồng yêu thương, được chồng chia sẻ và hỗ trợ về nhiều mặt. Hai người con của chị được sự giáo dục, dạy bảo, luôn chăm ngoan học tập tiến bộ. Mọi công việc trong gia đình dù lớn hay nhỏ đều có sự bàn bạc và sẻ chia từ tất cả các thành viên trong gia đình. Với sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong gia đình, mặc dù điều kiện kinh tế mới chỉ ở mức trung bình, nhưng cuộc sống trong gia đình chị Luyến thì luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và luôn rộn rã tiếng cười. Người mẹ, một người con dâu trong gia đình luôn ủng hộ và những công việc hàng ngày trong gia đình quán xuyến, công việc để chồng con và mẹ chồng luôn hoàn thành công tác giáo xã hội này. Và cách giáo dục con là chúng tôi thống nhất là giáo dục con, theo kiểu xã hội hiện đại này và yêu thương tất cả mọi người trong gia đình. Đấy là để chúng tôi thấu hiểu nhau và uh, trong các thành viên gia đình để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bình đẳng nhất. Để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, cấp ủy chính quyền phường Na Lai, thị xã Mường Lay đã bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hóa để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện nghiêm túc qua đó đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về cả nhận thức và hành động của từng hộ gia đình trong phường về ý nghĩa, vai trò, vị trí của công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường cũng tích cực phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa với nhiều nội dung phong phú, linh hoạt, tiêu biểu, đó là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo. Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu Thảo Hiền xây dựng gia đình dòng họ hiếu học. Trong các dòng họ trên địa bàn thì cũng đã ý thức được rất là cao trong cái việc mà dân dày con cháu cũng phát triển kinh tế hộ gia đình. Ở đây thì chúng tôi về bằng cái hình thức là để có những cái mô hình mà được nhân rộng ở trên địa bàn trong cái lĩnh vực này thì trước hết thì cấp ủy đảng cũng chỉ đạo với các chi đảng chi bộ trực thuộc và phối hợp với các tổ chức ở trong các tổ bản đó để tuyên truyền vận động tới các dòng họ. Trước hết là cái vai trò trách nhiệm của các dòng họ cả, sau đó mới đến từng hộ gia đình. Cái quan trọng nhất là làm bậc làm cha làm mẹ là phải là cái tấm gương để cho con cái nó soi vào đó để mà mà, mà, mà thực hiện theo. Nếu mà trong một gia đình mà uh, cha mẹ hoặc là ông bà mà không phải không làm một tấm gương mẫu mực thì chắc chắn là cái việc này rất khó thực hiện. Mỗi gia đình luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu nâng cao đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần. Với suy nghĩ giản đơn như thế, gia đình chị Lò Thị Kiêu ở tổ 1 phường Sông Đà thị xã Mường Lay luôn phát huy tinh thần đoàn kết giữa các thành viên, tích cực tham gia lao động sản xuất trên mô hình kinh tế gia trại của mình. Trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng hơn 600m2 hiện có, gia đình chị đã đầu tư kinh phí trồng rau xanh và chăn nuôi hàng trăm con gia cầm. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, gia đình chị còn đánh bắt thủy sản tự nhiên trên sông Đà để cải thiện thu nhập. Cạt bỏ những định kiến vì chỉ sinh được hai cô con gái, gia đình chị Kiêu quyết tâm không sinh thêm con để có thời gian và điều kiện để chăm sóc, nuôi dạy các cháu có điều kiện ăn học và phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa khác vợ chồng chị luôn cảm thấy thật hạnh phúc với những gì mình đang có. Các cháu cũng chăm ngoan, cố gắng học, học đi học về thì giúp đỡ làm được công việc nhẹ như cái nào mà làm được như là giặt rú hay là nấu cơm nước đợi bố mẹ. Gia đình một, hai con gái thôi nhưng mà lúc nào cũng cũng, cũng vui vẻ, cũng hòa thuận thôi. Thị xã Mừng Lai xác định xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là mục tiêu quan trọng của công tác gia đình giai gia đoạn hiện nay bởi trên thực tế, gia đình chính là môi trường quan trọng đầu tiên để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, đồng thời cũng là nơi để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, các gia đình hiện nay còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mặt trái của nền kinh tế, thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Một phần giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Điều đáng lo ngại là tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình ngày càng nhiều, tình trạng bạo lực gia đình có biểu hiện gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra và sâu hơn mỗi liên kết giữa các thành viên trong gia đình không bền chặt để ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức và lối sống trong mỗi gia đình đã có nhiều giải pháp cụ thể sát với thực tế được thị xã triển khai tích cực trong cái thời gian tới thì phòng văn hóa và thông tin sẽ tiếp tục xây dựng cái kế hoạch để tham mưu cho ủy ban nhân dân thị xã về trong cái phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tổ bản văn hóa trên địa bàn thị xã hiện nay và xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và bình đẳng xây dựng cái gia đình hiếu học để cái bảo tồn các cái giá trị văn hóa. Với những giải pháp cụ thể, thiết thực như vậy, mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã Mường Lây đã đạt được những kết quả khả quan. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thị xã có 2.567 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 33 tổ bản đạt tổ văn hóa, các thiết chế văn hóa tại cộng đồng luôn được mỗi người dân thị xã gìn giữ và phát huy. Mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển tại thị xã Mường Lây đã có được những tiền đề vững chắc. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lai Nưa triển khai sâu rộng bằng nhiều cách làm cụ thể, sát với tình hình thực tiễn. Một trong những mục tiêu góp phần phát triển kinh tế xã hội của các cấp hội phụ nữ xã là hướng sự quan tâm tới phụ nữ yếu thế. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp gia đình hội viên phụ nữ yếu thế từng bước ổn định đời sống, vươn lên có cuộc sống ổn định, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức hội. Cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thị Hương ở bản Tạo Sen, xã Lây Nưa trước đây gặp muôn vàn khó khăn, sản xuất chăn nuôi với quy mô nhỏ không có vốn không có kiến thức nên thu nhập chẳng đáng là bao từ ngày tham gia vào tổ chức hội phụ nữ cơ sở chị hương được tham gia nhiều lớp tập huấn các chương trình đào tạo nghề do hội liên hiệp phụ nữ thị xã phối hợp tổ chức chị hương đã tích lũy được nhiều kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi có kiến thức chị mạnh dạn vay vốn để đầu tư để phát triển sản xuất chăn nuôi không chỉ đầu tư phát triển các loại vật nuôi truyền thống như lợn nái, lợn thịt và da cầm, chị Hương còn mạnh dạn đầu tư kinh phí, xây dựng chuồng trại để nuôi lợn theo hướng thương phẩm. Sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực, mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Hương tăng trưởng ổn định. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về từ 70 đến 100 triệu đồng tiền lãi. Thu nhập được nâng lên, chất lượng cuộc sống được cải thiện, chị Hương đã có điều kiện để chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái học hành tiến bộ. Nhờ vào thì trung tâm dạy nghề về tập huấn từng bản, về dạy dỗ từng bản thì tôi nắm được kho 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 khoa học kỹ thuật đấy thì tôi giờ về có cái áp dụng biện pháp đấy tôi cố gắng tìm tòi này cái thuốc nào này, cái loài nào này đúng đắn này tôi mới cho phòng dịch tháng một lần hay là đình kỳ cũng cho một lần. Tháng mà tôi cũng phải cho uống đầy đủ và tiêm phòng bệnh hết. Bây giờ nhà tôi thì bây giờ kinh tế cũng dần dần ổn định rồi. Trước thì hơi khó khăn, giờ chăn nuôi nhỏ thôi nhưng mà giờ tạm con cái trở thành hết rồi. Đã thành thông lệ, cứ ngày 25 tháng 3 hàng năm, chị em phụ nữ bản tạo sen xã Lây Nưa, thị xã Mường Lây lại tổ chức sinh hoạt nhóm mô hình hũ cạo tình thương với mục đích giúp đỡ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Được sự đồng thuận của đông đảo hội viên trong tri hội, mô hình đã nhanh chóng được triển khai sâu rộng. Ai có tiền thì ủng hộ tiền, tùy theo điều kiện kinh tế của từng hộ. Từ số tiền đóng góp, tri hội đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhất được vay, tạo sinh kế cho gia đình. Thời gian vay vốn được kéo dài tối đa 6 tháng. Nhờ có quỹ này mà nhiều chị em có cơ hội phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Cái uh, giúp cho chị em thì vay để cải thiện cho cuộc sống tăng gia à, sản xuất cho gia đình vươn lên thì nếu mà khá lên thì cho chị khác vay để à, chị em nào khó khăn thì cho chị em mới vay để cũng là tăng gia cho gia đình để vươn lên như thế là mỗi mỗi năm là cứ chuyển sang là từng lượt từng lượt đi. Nếu mà chị nào mà À, chưa được, cải thiện được cái cuộc sống thì cứ cho chị ấy vay. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lai Nưa đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình trong cán bộ, hội viên. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đời sống của hội viên phụ nữ nghèo. Phát huy vai trò đồng hành, các tổ chức Hội phụ nữ trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hình thức như phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, các chương trình hội thảo nhằm trang bị kiến thức, đồng thời tư vấn hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó, hội còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ ỉ lại để chủ động, tự tin vươn lên tạo lập cuộc sống ổn định cho gia đình hàng năm hội liên hiệp phụ nữ xã đã chủ động giả soát nắm bắt tình hình đời sống việc làm của những hộ gia đình hội viên nghèo hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xây dựng kế hoạch áp dụng các biện pháp hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ như cho vay vốn thực hiện phương thức canh tác phát triển kinh tế gia đình Phát huy vai trò đồng hành của tổ chức hội thông qua hoạt động vay vốn ủy thác với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã tạo điều kiện cho 197 hội viên phụ nữ được vay vốn với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Cùng với đó, hội liên hiệp phụ nữ xã còn đẩy mạnh việc tuyên truyền và động phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sống cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng phụ nữ yêu thế trong phát triển kinh tế gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế của địa phương, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm, giúp các hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, nhiều gia đình phụ nữ yếu thế đã có điều kiện vươn lên, cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Trong những năm qua thì hội liên hiệp phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chỉ đạo các chi hội trưởng phụ nữ ở các bản ra soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã vận động chị em phụ nữ tích cực lao động sản xuất và hàng năm thì hội liên hiệp phụ nữ xã đã phối hợp với trung tâm dạy nghề thị xã mở các lớp dạy nghề chăn nuôi và qua đó thì đã có nhiều chị em của viên phụ nữ là biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong lao động sản xuất chuyển đổi ngành nghề ổn định cuộc sống nhờ phát huy tốt nội lực và tinh thần tương thân tương ái hội liên hiệp phụ nữ xã đã chăm lo tốt cho đối tượng phụ nữ yếu thế đảm bảo quyền cho phụ nữ yếu thế giúp các chị tự lực vượt qua rào cản bản thân giảm bớt khó khăn hòa nhập tốt với cộng đồng hướng tới thực hiện tốt phương châm không ai bị bỏ lại phía sau hội liên hiệp phụ nữ xã đã chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới hội liên hiệp phụ nữ xã sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức cho phụ nữ yếu thế chủ động khai thác các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất dạy nghề hỗ trợ việc làm cho phụ nữ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương phóng sự vừa rồi đã khép lại trong truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau